nhiều quá rồi đó. Ăn đi, nhiều quá. Mấy cái dưới này non nè, không thấy lên đấy nó trọng chưa già chút mẹ. Vớt ra muốn ra mình bỏ vô trong cái thau đá các bạn, cho ra mình đưa được giòn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.